Hi, chào mọi người, mình đang có mặt tại Resort Azurai Huế. Và hôm nay có một cái tour trải nghiệm xe Vespa cổ tại Huế. Và bây giờ các cái tài xế Vespa và những chiếc xe Vespa cổ đang đậu trước sẵn tại khách sạn Azurai. Bây giờ mình đi một vòng quay những cái xe đó cho bạn xem nha. Nhìn nó rất là đẹp, rồi một chút xíu nữa sẽ trải nghiệm nó sau. Đó, thấy chưa, xa xa đằng kia có 4 chiếc Vespa đủ màu hết, trắng, xanh, đỏ, vàng. Không anh cho nhắn này, cái kệ đạp xe này là quay mặt luôn. Dạ đúng rồi, đúng rồi, một tay để đây để đây giờ cái tao giãn nó. Dạ tao giãn không cách nữa. À về đi rồi thái cái này chỉ là thừa thôi. Dạ rồi. À, dạ rồi. Kết cấu xe còn đẹp. Đẹp không anh? À, vậy đó. Đó, vậy đó. Để quay cái bông mình kỹ nha. Gặp nhẹ. Rồi, ổn rồi. Đập máy đã thành công, máy đã nổ. Đập máy. Năm bộ tôi nói máy với máy như nhau. Đúng rồi, hay nó nghĩ bậy. Phải nghe anh xuyên tạc nghe. Cái dây cái ngắn tạc nhau nghe. Cái rồi thì mình cái chỉ dây anh còn ngắn bố. Dân số này số 1 là anh kéo số 1 cho nó ngán cái chậm đỏ này. Vâng. Mà số 4 là anh kéo cái số 4 này lên ngán cái chậm đỏ này. Dạ rồi. Đó. Rồi. Cái bàn hướng dân số đấy. Rồi hết thử nha, mở cầm nha. Rồi. Luôn ra chạy luôn á. Chạy luôn. Chạy luôn. Một phát ai hay luôn. Bọc con hạ xuống cái bên phải. Đấy, số 1. Dạ, số nghe đó. Tắt tắt cầm. Đây là cái khẩu. Đây. Rồi làm vòng cái hàng rồi.
Xe đẹp quá, nhưng mà ở đây là xe Vespa theo hội Vespa Safari. Họ Vespa Safari Huế. Có hai bạn nữ đang safari với Vespa. Ở đây chơi là phải chơi đủ tầm nha. Thấy chưa? Nón bảo hiểm cũng là nón bảo hiểm Vespa luôn. Nè, bên đây có một chiếc Vespa màu trắng nè, Vespa Spring của hãng Piaggio. Đây, Piaggio Vespa Spring màu trắng tinh khiết. Tuy là xe cổ cho nên là một số điểm ví dụ đây nó cũng đã hoang ố thời gian rồi, nó cũng đã bị xét rồi, nhưng mà về kết cấu cái xe nhìn còn rất là đẹp. Yên xe là dạng yên rời. Đây, 150 Spring Vespa Spring. Đây, 150 Spring. Đây, biển 75 Huế. Đẹp quá. Kết cấu xe vẫn còn rất là đẹp. Đây là tên của hội nhóm này, Vespa Safari. Nè, nhìn bánh xe nè, dàn chân và ống xả nhìn rất là đơn giản. Chìa khóa cắm như này. Rồi, đoàn chuẩn bị đi rồi. Bây giờ mình tạm tắt máy nha. Một chút xíu nữa họ đi thì mình sẽ tiếp tục quay tiếp.